chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà xanh không độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Nguyên nhân hàng loạt người nhúng chàm vụ chuyến bay giải cứu. Vụ Iran bất ngờ tấn công Israel, luật pháp quốc tế có cho phép. Ngày 4 tháng 9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức hình phạt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo trong vụ án. Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 đến 13 năm về tội rửa tiền và 8 đến 9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân. Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước. Hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty SBG, Trịnh Quang Công, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen, bị đề nghị mức án từ 17 đến 18 năm tù. Ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Hữu Hiệu, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Square Việt Nam, Nguyễn Vũ Anh Thi, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị đề nghị mức án từ 10 đến 19 năm tù. Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 17 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và che giấu tội phạm. Đánh giá về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho rằng các bị can đã lợi dụng hoàn cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lợi, các công dân việt nam bị mắc kẹt ở nước ngoài có nhu cầu về nước rất lớn nhưng thực tiễn chưa có quy trình quy định cụ thể giải quyết do đó một số bị can là cán bộ ở các bộ ban ngành địa phương liên quan vì động cơ vụ lợi thiếu gương mẫu rèn luyện suy thoái về đạo đức lối sống đã yêu cầu thỏa thuận nhận hối lộ trong việc đề xuất phê duyệt chấp thuận chủ trương cách ly cho công dân về nước hoặc trục lợi qua quá trình làm thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận cho công dân về nước Ngoài ra, có bị can lợi dụng vị trí công tác đã hướng dẫn, xúi dục, che giấu hành vi phạm tội của bị can khác gây cản trở quá trình điều tra vụ án. Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông HVL tên viết tắt, nam phụ huynh đã xông vào lớp đánh học sinh lớp 8, trường trong cơ sở Nguyễn Du, phương Tân thành Ông L bị xử phạt 8 triệu đồng về hành vi gây tổn hại sức khỏe của người khác, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm A khoảng 5 điều 7 của Nghị định 144 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tai nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 9, do nóng giận vì con mình bị hai học sinh lớp trên đánh sưng mắt, nên ông L xông thẳng vào lớp đánh hai học sinh kia. Công an huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp cản trở hoạt động khai thác bô xít trên địa bàn. Người bị xử phạt là ông Trần Lê Hát và bà Phan Thị Trờ, tên Biết Tắc, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Rờ Lấp và mỗi người bị phạt 6,5 triệu đồng. Trước đó, nhiều hộ dân đã tập trung cản trở hoạt động khai thác quặng bô xít tại khai trường của công ty nhôm Đắk Nông, TKV trên địa bàn xã Nghĩa Thắng. Một số người đã chửi bới lăng mạ đội ngũ bảo vệ, nhân viên thi công của công ty nhôm. Riêng ông H đã điều khiển xe máy lao vào nhóm bảo vệ của công ty, bà Trờ thì lao vào cản hai nhân viên của công ty. Sau khi nắm thông tin, công an huyện Đắc Rò Lấp đã đến giải quyết vụ việc, ổn định tình hình an ninh trật tự và xử lý những người vi phạm. Sáng ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành bức bích họa khổng lồ với tên gọi Lai Chắn Bình Yên tại Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 63 năm truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 23 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Bức bích họa được thi công trong 2 tháng trước đó trên diện tích 320m2 với hình ảnh chủ đạo là phong cách ba miền đất nước và tôn vinh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Công trình được triển khai với mong muốn thu hút mạnh mẽ hơn số lượng họa sĩ tham gia vẽ tranh vì cộng đồng, phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng xã hội, ủng hộ và kết nối nghệ thuật graffiti đến với những điều ý nghĩa và tươi đẹp nhất. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay a pháp luật tp vn. Tới sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Đi đâu cũng mang không độ nha, đến đảo trà cắm chạy thôi. À, Mai chiều gãy rồi, nắng nóng căng thẳng mệt mỏi quá. Hãy uống trà xanh không độ được làm từ trà Thái Nguyên dầu chất chống oxy hóa EGCG. À, có cách rồi. Ở à đây nè, trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Thưa quý vị, sau một thời gian im lặng, tối ngày 1 tháng 10, Iran đã nã hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel. Hành động này của Iran gây không ít bất ngờ cho Israel lẫn cộng đồng quốc tế, bởi những tuyên bố trước đó của Iran không cho thấy bất cứ dự báo nào về việc nước này sẽ tấn công trực tiếp vào Israel. Ngay sau đợt tấn công, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC tuyên bố việc thực hiện cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Israel giết hại nhiều thành viên cấp cao của Iran và của lực lượng ủy nhiệm. Dư luận quốc tế cũng lên án vụ tấn công này của Iran. Để bình luận về động thái này của Iran, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thăng Long, Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về hành động nã hàng loạt tên lửa của Iran vào lãnh thổ Israel vào ngày 1 tháng 10 vừa qua? Cái việc tấn công hay là cái việc đáp trả hay là cái việc trả đũa hay là cái việc sử dụng vũ lực với bất kỳ một cái hình thức nào thì có thể nói là nó sẽ tạo ra một cái câu chuyện hết sức nguy hiểm phải khẳng định với nhau rằng là nó sẽ tạo ra một cái 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 tình huống rất nguy hiểm và cái tình huống nguy hiểm đó dẫn đến cái nguy cơ xung đột vũ trang ở diện rộng à, lôi kéo nhiều quốc gia tham gia vào và nó có thể leo thang ở những cái mức độ mà đôi khi chúng ta cũng không gọi là vượt quá cái sự kiểm soát và chúng ta cũng biết rằng là cái Trung Đông á thì bản chất thực sự của nó đã là một cái điểm nóng mà không phải là mới lên mới đây mà đó chính là một cái điểm nóng đã có từ hàng chục năm trước đó nó bắt nguồn từ những cái câu chuyện lịch sử do những yếu tố về tôn giáo về dân tộc rất là nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động cho nên là có thể kết luận rằng là cái việc tấn công đó cho dù là nó được sử dụng nó được dựa trên cái lập luận nào và nó có câu chuyện nó có đúng với luật pháp quốc tế hay không thì đó là cái câu chuyện chúng ta sẽ phải phân tích tiếp theo nhưng mà rõ ràng là nó sẽ dẫn đến một cái viễn cảnh hết sức nguy hiểm đó là cái sự nguy cơ của việc sử dụng vũ lực trực tiếp nguy cơ của xung đột vũ trang diện rộng và nguy cơ của cái việc lôi kéo nhiều nước tham gia vào cái cuộc chiến này và cái hậu quả là những cái tác động đến thường dân vô tội và đã những cái hủy hoại những cái công sức về đóng góp của các quốc gia để mà cố gắng gây dựng một cái xã hội một cái thế giới trật tự ổn định yên bình tuân theo luật pháp có thể bị phá vỡ và nó có thể dẫn đến những cái tiền lệ nguy hiểm hơn chứ không chỉ là cái câu chuyện xung đột mang tính chất vũ trang trả đũa qua lại. Theo ông hành động trả đũa này của Iran có vi phạm hiến chương của Liên hợp quốc về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Bởi vì chúng ta nói rằng là vi phạm luật pháp quốc tế thì cái cái từ thuật luật pháp quốc tế đó chính là những cái ràng buộc, những cái cam kết, những cái quy định mà pháp luật quốc tế dành cho yêu cầu các quốc gia phải tuân thủ nó. Thì trong số đó thì chúng ta có thể liệt kê đến các cái văn kiện như là hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 có thể nói đến những cái công ước quốc tế đa phương ở trong đó nó khẳng định sự tầm quan trọng và cái sự tồn tại của các cái nguyên tắc thế thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn nói rằng là cái câu chuyện đó cái hành vi đó nó có vi phạm luật pháp quốc tế hay không á thì đầu tiên chúng ta phải xác định xem là những cái công ước mà tôi vừa nói nó đã nói gì đầu tiên là hiến chương liên hợp quốc chúng ta đã biết là điều 2, khoảng 4 hiến chương liên hợp quốc tuyên bố rằng tất cả các quốc gia là phải không được sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế đối với nhau. Mặc dù vậy á, thì các cái điều khoản điều 39 đến điều 42, điều 51 hiến chương lập quốc thì có nêu ra hai cái trường hợp mà các quốc gia có thể dựa vào đó để mà biện minh cho cái hành động sử dụng vũ lực của mình. Một, đó là sử dụng vũ lực trên cái cơ sở các cái quyết định của Hội đồng Ban Hiệu Quốc. Và cái việc sử dụng trong trường hợp này thì nó phải theo một cái trình tự thủ tục hết sức là chặt chẽ. Cái thứ hai là thực thi cái quyền tự vệ. Thế thì trong cả hai cái trường hợp này đó thì cái việc sử dụng vũ lực mặc dù là được cho phép nhưng mà nó đòi hỏi một cái quá trình áp dụng và các cái quy tắc được sử dụng để mà thực thi nó rất phức tạp. Cho nên á nếu mà đối chiếu với các cái nguyên tắc của luật quốc tế mà tôi vừa nêu với các cái quy định ở trong hiến chương Liên Hợp Quốc mà cả Israel và Iran đều là thành viên thì rõ ràng chúng ta có thể kết luận rằng là cái sự vi phạm của luật pháp quốc tế có thể thấy rõ. Tuy nhiên á thì chúng ta vẫn nói với nhau rằng là mọi thứ thì nó có nguyên nhân gốc rễ của nó và mọi thứ thì nó đều có những cái lý do của nó cho nên đó, để mà đi đến một cái giải pháp toàn diện và một cái giải pháp mà có thể là chúng ta khắc phục một cách triệt để giải quyết một cách triệt để thì không thể không nhắc đến những cái nguyên nhân dẫn đến cái câu chuyện đó còn nếu mà chúng ta nhìn gọi là prima facie nhìn vào cái hiện tượng nhìn vào cái hành vi thì để mà kết luận rằng là vi phạm thì rõ ràng là cái điều đó nó đã chứng minh đó là việc sử dụng vũ lực mà không trên cái cơ sở của hội đồng ba liên hợp quốc hoặc là không được biện minh bởi cái lý do chính đáng của cái việc tự vệ thì đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế tất nhiên là cái lập luận này nó cũng sẽ đúng không chỉ cho cho iran mà chúng ta cũng có thể nghĩ đến trường hợp của israel và cái quan trọng hơn mà chúng tôi muốn nói ở đây đó chính là cái nguyên nhân sâu xa của vấn đề và cho dù là cái việc sử dụng đó như thế nào thì một lần nữa chúng tôi cũng muốn nói rằng là luật pháp quốc tế không cho phép các quốc gia sử dụng vũ lực để mà giải quyết các cái vấn đề mâu thuẫn bất đồng giữa họ với nhau. Cho nên là cái việc mà sử dụng vũ lực đó thì như chúng tôi nói lúc nãy nó tạo ra một cái tiền lệ vô cùng nguy hiểm và nó dẫn đến những cái hậu quả mà chúng ta không thể lường trước được trước những cái quốc gia có tiềm lực về quân sự, có khả năng và có những cái đầu lạnh và có những cái tư tưởng thiếu chín thì tôi cho rằng là cái mối lo về một cái cuộc xung đột ở quy mô lớn có thể xảy ra. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. thưa quý vị là người bạn đồng hành của độc giả báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh, thắc mắc của bạn đọc về những vấn đề trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất vui khi liên tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc khắp nơi gửi về. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Kim Hoa, Ngọc Thu, Kim Oanh đến trực tiếp tại trụ sở báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Họ là những nạn nhân tham gia đầu tư vào một công ty do một người quen kêu gọi. Ban đầu số tiền đầu tư vài ngàn đô USD, sau đó lên đến hàng chục ngàn đô. Thời gian đầu họ được trả lợi nhuận rất cao, tuy nhiên sau đó thì bị hứa hẹn và từ chối chi trả cả vốn lẫn lời rất nhiều người đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an các nạn nhân phản ánh đến báo để bạn đọc cảnh giác đừng ai rơi vào những chiêu thu hút đầu tư mang tính chất lừa đảo như vậy nữa bên cạnh đó chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc nguyễn thị phấn phản ánh trong một chuyến đi thăm cùng đoàn về huyện kế sách tỉnh sóc trăng chị được biết trường hợp hai chị em có hoàn cảnh khó khăn và không có giấy khai sinh nên hai chị em không thể tiếp tục đi học hai chị em hiện đang ở với ông bà ngoại ông ngoại em không biết chữ và gia cảnh nghèo ông ngoại đi làm giấy khai sinh cho hai em mà không được chỉ đọc bài diễn tiếng vụ rắc rối một giấy khai sinh hai chị em sử dụng chỉ mong báo giúp đỡ cho các em làm được giấy khai sinh để các em có cơ hội tiếp tục đến trường khi nhận thông tin phản ánh chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển có chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình nóng hôm nay của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà xanh không độ. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.